Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm server S602 để cùng cái nhân vật mà ta nói là chuyên gia nhảy server, anh Võ Ca, một cái du hành gia. Đó, trong cái trận thi đấu ngày hôm nay, đây là một cái phiên bản mà gọi là phiên bản thông thiên tháp dành cho những bé lùn. Cái team toàn là ba con lùn không à, đang gặp một cái team có đào hoa luôn, rồi có thêm một cái môn phái nào nữa hình như đã bị lục bụng rồi anh em ơi. À, có thêm một đoàn thị luôn, tại nãy vừa mới vô nhanh quá, tôi chưa kịp giờ môn phái nào nên là có review sai sót, anh em thông cảm nha. Đó, vừa mới vô là thấy hai ông nội đào hoa, ông tẹt xẹt là có một đứa lục bụng rồi đó. Đoàn thị là môn phái hệ thủy nên là có thể là cô kéo chút xíu, còn cái ông đào hoa bên kia là ổng đứng phía xa xa nên là cũng không có bị hưởng ứng nhiều. Đó, để cho nhân vật bên kia có một người chết đi, rồi xong rồi cái mấy anh này mới di chuyển qua. Đó, cái ông nội lùng kia kìa, đó, ông nội ngủ độc, đó, cầm cái nhánh cái vàng gì đó cái kiểu đúng không á, anh ta di chuyển sang đồ coi chừng bị hấp diễm bệnh luôn bây giờ á. Rồi sau một cái pha mà cắm đầu cho đối phương giết thì anh ngủ độc cũng đã lên dĩa rồi, còn cái anh đào hoa bên kia anh ta mới có kinh hồng thôi, anh ta rất là hổ báo qua bên đây và anh ta đã bị hấp diễm rất là nhanh chóng luôn. À, bên kia có ngủ độc chứ, ngủ độc rất là nhanh chóng đang đẻ bé quýnh tùm lum tà la luôn. Thì hiện tại là với cái giấy hạng cấp 39 thì ngũ độc chưa có khả năng đẻ pet nhiều. Vì vậy là mấy anh em mà cầm ngũ độc thì hơi bị phơi phơ nha anh em. Đó, anh em chưa có khả năng dùng đam nên là anh em khá là bị thiệt thòi. Nhưng mà không sao đâu, lên giai đoạn 4x thì anh em sẽ có cái chiều bắt đọc si tâm, cái chiều bị động nó có khả năng hỗ trợ cho anh em gọi pet nhiều. Khi mà anh em đánh thường hay là anh em gây ra bổ kích thì anh em sẽ có khả năng giảm thời gian chờ của cái chiều chịu hồi độc trùng. Ở lúc đó thì mình sẽ có khả năng gọi gần nhiều pet hơn, cắn ở đầu hơn á. Rồi ok, cái trận đấu tiếp theo, cái tuần tiếp theo chúng ta sẽ gặp những môn phái nào đây? À, đường môn, hai đường môn và một tiêu dao. Lần vần hết lùm, khá là nguy hiểm nha. Đường môn thì mỗi lần nó đặt ít nhất cũng 3 trái bơm đúng không? Hai người thì 6 trái bơm. Bên kia dòng đam cũng khá là ok nên là anh em phải cẩn thận thôi. Ây, đó, bên kia nó đang chậm lại nên là team của mình đang gây ra một số lượng đam cực kỳ khủng khiếp. Anh tiêu dao bên kia đã lóc lên hai bé lùng nên là hai bé lùng bên kia đang bị cô lập. Ê, không phải, bây giờ cả anh đào hoa của mình mới bị cô lập anh em ơi, đang bị hấp diễm rất là ghê gớm luôn, bị đặt bơm tè le học me. Nhưng mà đào hoa của mình hiện tại đang rất là châu bò luôn, anh ta không biết build cái gì mà anh ta châu quá, đang chấp hai đường môn luôn anh em ơi, cực kỳ kinh khủng luôn. Rồi bây giờ team của mình đã giết được một bé tiêu dao bên kia, bây giờ cái anh đào hoa bên mình vẫn tiếp tục đứng tăng. Trời ơi, ông này ông build châu quá anh em ơi, hình như là ông build siêu tăng lắm hay gì đó, cực kỳ châu bò. Rồi bây giờ anh ta đã lụm được một mảng của đường môn và đường môn bên kia đang núp góc kẹt nhưng mà đã bị phát hiện, rồi cuối cùng đường môn bên kia cũng đã bị lục bụng. Rồi ok, hiệp 2 bắt đầu thì anh Bội Ca của chúng ta đang rất là hổ báo di chuyển qua bên đây luôn. Đó, upshot cái kiểu anh ta đang gây ra rất là nhiều khống chế, ngũ độc đã làm âm phong thực cốt làm cho đối phương bị tàn phế tele học me. Rồi bên kia đang dồn một cục luôn, rồi rất là lợi thế cho anh đào hoa luôn, dồn một cục đào hoa nó bắn cho tét ghèn luôn anh em ơi. Đó, rồi bên kia đã chết hết 4 người luôn, rồi cái trận thi đấu này chúng ta đã chiến thắng này, giết được 4 người này. Đó, ghê gớm chưa, rất là tội nghiệp với anh đồng môn bên kia đứng chậm lại, biển đào hoa nó chơi 2-3 nhát là muốn bốc hơi luôn rồi. Rồi còn cái anh tiêu dao của chúng ta chưa kịp làm gì hết cũng đã tắt điện. Trời ơi, đúng tội nghiệp mấy nhỏ luôn. Đó, bây giờ đến cái màn là phóng thích. Đó, mấy chú muốn làm gì mấy chú làm đi, tôi sẽ đứng yên chịu chối cho mấy chú đam. Trời ơi, anh em thấy không, đào hoa nó châu ghê luôn á. À, cái anh kia là ngự không rồi nên là rất là châu bò luôn anh em ơi. Đó, bây giờ chấp hai đường môn bắn như một cái máy điện luôn. Đó, ông kia là đứng yên tại chỗ luôn, giống như là xử tử hình vậy đó. Rồi sau 9.5 nó đứng bắn rất là nhiệt tình nên là cái anh đào hoa của bên mình cũng đã chết và kết thúc cái tầng 2. Tại vì bên mình giết được 4 mạng nên là bên mình đã chiến thắng về số mạng rồi đó anh em ơi. Rồi lên tầng 3 rồi, bây giờ chúng ta chờ thời gian để lên tầng 4 để coi gặp cái đối thủ nào đây. Rồi ok, cái trận thi đấu tiếp theo gặp hai bé đào hoa và một bé hoa sơn. À, hay quả hay mọc luôn.
Đó, bên mình cũng hệ quả hệ mộc luôn. Nhưng mà để coi coi các bạn sẽ pick ca như thế nào. Rồi bây giờ anh bội ca đã di chuyển lên trên. À bên kia đã bắt được anh ngũ độc, nhưng mà ngũ độc bên mình cũng khá là trâu bò. Anh ngũ độc bên mình chỉ còn một chấm máu, ngũ độc bên mình đã bị lật bụng. Nhưng mà hai người bên kia đã bị dồn đam cực kỳ ghê. Hai người đầu qua bên kia đang bị yếu máu anh em ơi. Bây giờ team bên kia chỉ còn khoảng một chấm máu thôi. Đầu qua bên kia đã bị lật bụng. À thêm một đầu qua cũng đã bị lật bụng luôn. Rất là ghê gớm luôn nha. Một cái pha cưng ba rất là ghê gớm của anh bội ca. Ghê bọn. Trời ơi, thấy vậy vậy chứ cũng hơi bị trâu nha. Đó anh em thấy không, đầu qua nó bắn đam cực kỳ ghê luôn á. Ở giai đoạn ban đầu thì đầu qua đam cực kỳ mạnh. Chỉ sợ là sợ mấy ông tiêu gia hoặc là mấy ông cái bang á. Cái bang có khả năng dùng đam tốt, nên là cũng khá là nguy hiểm. Nhưng mà nãy giờ mình chưa thấy ông nội nào cái bang hết. Rồi ok, hiệp 2 bắt đầu rồi. Đó bây giờ anh ngũ độc đã rút kinh nghiệm. Đi chung, không dám đi lẻ sợ bị tắt điện. Rồi nhưng mà anh ta đang gây ra rất là nhiều khống chế luôn. Trời ơi, một cái màn ta nói là bên kia nó chậm chậm lại thì ăn hết nguyên một đống sát thương luôn rồi. Bây giờ bên kia đang chết 4 người luôn rồi. Rồi chết 5 người luôn rồi. Ôi chết 6 người luôn chứ. Trời ơi, đúng hay luôn á, một pha di chuyển cực kỳ hay luôn nha. Nói chung là cái team này khống chế có, gây ra khó chịu cũng có, đam cũng có luôn á anh em. Thì mọi người ở trong team thì cũng đã lăn vân với lại ngự không hết trơn luôn mày, nên là cũng có một cái sức chống chịu nào đó. Nên là cái anh đào hoa đó, hai anh đào hoa của chúng ta đã gây ra sát thương đúng không? Xong rồi hên hên gây ra khống chế đầu đẩy lùi nhờ cái chiêu phi quả lưu tinh á. Đó. Đó rồi xong rồi cái anh ngũ độc chỉ cần đứng phía sau đẻ bét ngang cái chơi âm phong thực cốt thì đối phương nó bị tàn phế, gây ra cực kỳ khó chịu luôn anh em ơi. Rồi hiện tại chúng ta đang ở tầng 4 và chờ thời gian chúng ta sẽ lên tầng 5. Không biết tầng 5 sẽ gặp ai đây. Rồi ở tầng 5 gặp một bé bắt đầu, bé cung lôn và bé đào hoa luôn. Bên kia là xanh lè xanh lét luôn anh em ơi. Chúng ta phải cẩn thận, bên kia có hai tầng cơ. Ủa gì ghê vậy ông cố, mới bắn có chút xíu ông nội bắt đầu chứ còn chấm máu lắm rồi. Bắt đầu tắt điện. Trời ơi, một cái pha mà ta nói là không đúng rồi, sai rồi sai rồi. Kiểu này là không có lượt rồi anh em ơi. Chưa gì hết ông bắt đầu, ông còn một chấm máu. Ông đào hoa gặp cái ông cung lôn mới chứ trời, ông chạy lên tên ben luôn. Rồi lên dĩa, có thể là cái trận này anh ấy sẽ lên rất là dễ dàng đây. Ồ chưa gì hết, hai người đi đầu là hai người yếu máu luôn. Gặp thêm ông nội bá đao bị kỵ hợi nữa, bị đào hoa khắc chế. Vừa mới đút cái đầu ra cái nhìn lại là đầu máu không. Đúng tội nghiệp nhỏ luôn, chưa kịp làm gì hết. Rồi cái ông đào hoa bên kia thì bị một phi quả lưu tinh của anh bội ca, là anh ta chỉ còn nửa cây máu. Trên lệnh là chiến quá kinh khủng anh em ơi. Rồi trận thi đấu thứ hai, tội nghiệp ông Ba Đao vừa mới búp bự, bây giờ chỉ còn 10% máu và anh ta đang cố gắng quẹt, quẹt trong vô vọng. Bây giờ anh cung lô bên kia đang dí bội ca bên mình và anh Ba Đao bên kia cũng đã bị lật bụng. Rồi ơi, ta nói là đúng tội nghiệp ông nội Ba Đao luôn á. Dạ bắt Ba Đao cực kỳ khổ luôn anh em ơi, chưa có chiếc chiêu 7x nên là không có thể nào mà cầm cự được. Bây giờ chấp anh cung lô luôn đứng một mình để cho anh cung lô bắn. Cung lô cho dù bây giờ giết 3 người nhưng mà team của mình vẫn chiến thắng anh em ơi. Giết được 5 mạng rồi team mình vẫn chiến thắng. Rồi ok, hiện tại chúng ta đang ở tầng 5, tầng 6 đúng không? Tầng 5, tầng 6 gì đó. Thì chúng ta có thể leo lên được tầng 7 hay không? Chúng ta sẽ cùng xem nha. Ok, hiện tại chúng ta đang leo ở tầng 6 và đang gặp một cái team mà gọi là có cái bang cung lôn với lại tàn kiếm luôn. Cái team này khá là khó chịu nên là chúng ta phải cẩn thận thôi.
đó 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 anh cái bang hiện ta đã búp được cái tia đẹp nên là ta né cực kỳ ghê luôn. Rồi hai ông nội kia đã bị lạc đường di chuyển lên trên nhưng mà không sao, team của anh ta đã chậm lại được. Rồi anh bội ca của bên mình chỉ còn một chấm máu thôi, cái bang bên kia đã bị lực bụng nhưng mà team của mình chỉ còn một chút xíu máu thôi anh em ơi. Cùng lâu bên kia đã bị tàn phế bên anh ngũ độc bên mình đó, cùng lâu bên kia vẫn tiếp tục quẩy. Họ anh ngũ độc bên mình trắng máu và đứng kế anh đang kiếm luôn. Trời ơi đúng ghê luôn, anh ta đang quẹt không khí anh em ơi. Ở đứng tiếp tục quýnh, trời ơi giống như cái kiểu là mấy bạn trẻ lớp 1, lớp 2 đánh nhau với anh em ấy, không phải là mấy bạn mà 1 tuổi 2 tuổi đâu đánh nhau. Trời ơi, nó đánh không khí không kìa bà con ơi. Rồi ông nội tàn kiếm ông chạy cà giật đúng mất cười luôn á. Đó bây giờ cái anh ấy đang tập trung có một cái góc ghê đứng góc ghê cực kỳ ghê. Trời ơi tội nghiệp ông tàn kiếm, ông bị hấp diêm bởi hai con lùn anh em ơi. Trời ơi, ta nói là cái team này hơi bị kinh khủng luôn á. Ban đầu thì ông cái bang ông sung lắm, sung khí lắm. Đó có cái tí đẹp nhào vô quýnh tại lại học me hai ông nội kia dắt tay lên trên. Đó đi lạc đường. Nên là bao nhiêu sát thương đổ dồn vô họng của ông cái bang làm cho ông cái bang lật bụng đầu tiên luôn. Đó nhưng mà hên là cái là cũng dích được lại ông cung lôn, có ngu độc cũng ngon lắm á. Rồi cái giai đoạn số 2 bắt đầu tiếp tục là một cái giai đoạn chia ra người nữa anh em ơi. Trời ơi, cái bang đã búp tí đẹp lên anh ta né được một cục sát thương luôn. Rồi bây giờ anh bội ca của chúng ta khá là châu bò nha, ăn rất là nhiều đam nhưng mà vẫn còn sống anh em ơi. Rồi bây giờ team bên kia đang bị hấp diêm, cái bang đã bị lật bụng, vẫn là người đầu tiên bị lật bụng anh em ơi. Rồi cái ông cung lôn tàn kiếm ông ta đang bị hấp diêm rất là ghê gớm. Và cuối cùng cái hiệp thi đấu này khá là dễ dàng, đó giúp cho team của anh bội ca đã lên được tầng 7 luôn. À lên được tầng 7 luôn rồi kìa anh em ơi. Đó ghê chưa, ta nói là đào hoa là một trong những môn phái nó gây ra đam cực kỳ đột biến ở trong cái giai đoạn hiện tại luôn. Quá ghê luôn anh em ơi. Và cảm ơn anh Bội Ca đã gửi video đến kênh LNB. Rồi ok, video của mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu thích video này các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút cái chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Anh em ơi, khi mà mình xem video nếu mà cảm thấy hay thì anh em nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh LNB. Và đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút cái chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Ok, xin cảm ơn tất cả anh em.